Lời mời anh em tan hòa bao trong dần gian như là hạt muối, hãy gương cho nhân thế hận tình yêu. Phượng đỏ, nơi có đức cha chủ tịch ủy ban nước Sở toàn quốc
Xin được chào đón các bạn trẻ đến từ giáo phận Hải Phòng. Tần văn có phố kỳ lừa, có màn tô thị có chùa Tam Thanh. Hãy lên tứ lạc cùng anh, làm thành nước ước như tranh họa đồ. Xin chào các bạn đến từ giáo phận Lạng Sơn. Và cuối cùng một thành phần đông đảo hơn 9 giáo phận còn lại, đó là tất cả các bạn trẻ đến từ 4 giáo hạt của giáo phận chủ nhà. Xin được hân hoan chào đón các bạn từ giáo phận Bắc Ninh. Con xin cảm ơn đại hội. Giờ đây chúng con xin kính mời cha tổng đại diện trưởng ban tổ chức nói đôi lời về sự chuẩn bị đại hội. Vâng, chúng con xin kính mời cha tổng đại diện. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Hà Nội, trọng kính quý đức cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý dòng, quý hội, tu hội, quý cộng đoàn, kính thưa quý cấp chính quyền, quý khách, quý đại biểu, thưa các bạn trẻ. Thế giới đã có những đại hội giới trẻ công giáo quy tụ hàng vài triệu bạn trẻ khắp thế giới, khởi đi từ Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Trong tư cách là chủ nhà của Đại hội Giới Trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội, thì xin trước hết gửi đến tất cả các vị lãnh đạo chính quyền các tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, Ban Tôn giáo Chính phủ và các ban trị sự Phật giáo tỉnh. Tôi xin phép được nói ngắn gọn để cho các bạn trẻ. Các bạn trẻ thì thường thích ngắn gọn, cho nên xin phép được chào đón tất cả quý vị khách quý đến với đại hội hôm nay. Vì đây là đại hội của giáo tỉnh, cho nên quý Đức Giám mục là những người chủ nhà. Vì thế thì xin chào Đức Tổng Giám mục và tất cả quý đức cha trong giáo tỉnh. Và một cách rất đặc biệt, có lẽ đặc biệt nhất, xin chào tất cả các bạn trẻ từ 10 giáo tỉnh, 10 giáo phận trong toàn thể giáo tỉnh. Cùng đi với các bạn trẻ thì có các linh mục, các tu sĩ và những vị ở trong các ban lãnh đạo, các sứ họ. Xin kính chào. Kính thưa đại hội, đây là lần đầu tiên giáo phận Bắc Ninh được tổ chức đại hội giới trẻ của giáo tỉnh, cho nên chúng tôi đã phải suy nghĩ từ rất lâu như cha tổng đại diện mới trình bày, và chúng tôi được sự giúp đỡ của về tất cả mọi phía, đặc biệt của chính quyền tỉnh Bắc Ninh và của tất cả mọi cơ quan ban ngành. Chúng tôi xin hết lòng hoan nghênh chính quyền, cảm ơn chính quyền và các ban ngành của tỉnh Bắc Ninh. Đại hội của chúng ta mang cái khẩu hiệu là chủ đề là Thầy gọi anh em là bạn. Chúc tất cả chúng ta sống tình bạn chân thành với Chúa, sống tình bạn chân thành với nhau trong đại hội này, và sống tình bạn chân thành với mọi người trong cuộc sống của chúng ta. Xin được cảm ơn. Vâng, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Và tại đây, chúng con xin mời cha trưởng ban tổ chức lên giới thiệu quý vị chính quyền đến với chúng ta hôm nay. Chúng con xin kính mời. Vâng, kính thưa đại hội. Giới trẻ công giáo cũng là những người công dân giới trẻ của đất nước. Cũng chính vì vậy ngày hôm nay, ngày vui mừng của các bạn trẻ, ngày đại hội của các bạn trẻ của 10 giáo tỉnh, 10 giáo phận quy tụ về đây, ban trung ương cũng như các tỉnh liên hệ đều vui mừng, cũng đến đây để chung chia niềm vui với chúng ta. Chúng tôi xin được giới thiệu đoàn đại biểu của Trung ương trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ là trưởng đoàn. Trong đó có ông Dương Ngọc Tấn, Vụ trưởng Bộ Công giáo cùng các chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đi.
đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tử Quỳnh, thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn. Cùng đi có các đại diện lãnh đạo của các sở, các ban ngành, sở nội vụ, văn hóa thể thao và du lịch, tài chính, sở tài nguyên môi trường, y tế, công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, ban dân vận tỉnh ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, điện lực Bắc Ninh, đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Bắc Ninh, ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, trung tâm văn hóa Kinh Bắc, ủy ban nhân dân phường Suối Hoa, đài phát thanh hóa tại. Đoàn đại biểu Ban trị sự Phật giáo Bắc Ninh trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Tuân cùng các Thượng tọa Đại Đức trong Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Ninh. Đoàn đại biểu chính quyền các tỉnh, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, trưởng đoàn. Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Điểm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc, trưởng đoàn. Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng đoàn. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu ông Đỗ Thái Quang, Phó Phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo, trưởng đoàn. Giờ đây con xin kính mời Đức Cha Cosma chủ nhà lên nhận hoa và quà tặng của các đoàn. Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng, xin chúc mừng. Xin kính mời ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đại diện cho chính quyền tỉnh Bắc Ninh lên có lá hoa chúc mừng đại hội. Vâng, xin chúng ta gọi một tràng pháo tay. Vâng, xin giới thiệu ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đại diện cho chính quyền tỉnh lên có lá hoa chúc mừng. Cảm ơn lãnh đạo của các đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, sở nội vụ, ban tôn giáo, các sở ban ngành của 12 tỉnh liên hệ đến sóc vận Bắc Ninh cũng đã có lãng hoa chúc mừng đại hội. Chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn quý vị. Và chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Sau đây là giây phút quan trọng nhất trong ngày khai mạc đại hội, đó là nghi thức rước thánh giá và cờ đại hội. Thưa cộng đoàn, chiều nay quy tụ nhau nơi đây với 11 đức giám mục, 225 linh mục, 500 tu sĩ, 123 chúng sinh và 22.043 bạn trẻ lần thứ 9. Thưa cộng đoàn, thập giá là hình khổ, là sự nhục nhã mà con người bày ra để làm khổ nhau, loại trừ nhau. Nhưng con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã đón nhận và biến thập giá nên phương thế cứu độ, nên nhịp cầu nối kết chúng ta với Thiên Chúa. Thầy gọi anh em là bạn. Vì thế, Ngài đã vác thập giá không phải để chết nhục, để chết mục nát trên thập giá, nhưng để sống lại
và để thập giá trổ sinh hoa trái. Hoa trái của tin yêu và hy vọng, hoa trái của ơn cứu độ. Cờ vua cả tung bay phất phới, thánh giá người trói lọi oai phong. Ai ngờ chính đấng hóa công, thân treo thập giá lạ lùng. Tình cây tô điểm đôi cành rực rỡ, tấm máu vua thắm đỏ cầm bào. Lựa từ gốc rễ thanh đao, xứng cho thánh thể tựa vào thân ngươi. Phúc thay giá chuộc đời treo sẵn, trên cành ngươi chịu nặng giờ đây. Thân hình chúa tể quyền oai, cứu người dương thế khỏi tay tử thần. Ôi tế phẩm tế đàn cao sáng, đã chung phần khổ nạn quang vinh. Chúa trời hằng sống dâng mình, chết đi để phúc trường sinh cho đời. Lạy thánh giá, người người hy vọng, trong ngày này mở rộng thiên ân, tôi chung phúc đức tăng phần, khoan hồng tha thứ, tội nhân quy hồi. Kính thưa cộng đoàn, được gợi hứng từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần đầu tiên vào năm 1986 và từ những Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo, các bạn trẻ giáo tỉnh Hà Nội đã có cơ hội gặp gỡ giao lưu trong toàn giáo tỉnh. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, lúc đó là Giám mục Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có sáng kiến tổ chức Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần đầu tiên vào năm 2001. Từ Thái Bình, cờ và thánh giá đại hội đã luân phiên đến các giáo phận. Giáo phận Thái Bình năm 2002, giáo phận Phát Diệm năm 2003, giáo phận Hà Nội năm 2004, giáo phận Thanh Hóa năm 2005, giáo phận Vinh năm 2006, giáo phận Hải Phòng năm 2007, giáo phận Bùi Chu năm 2008, giáo phận Hưng Hóa năm 2009, năm Thánh 2010 không tổ chức, và năm nay năm 2011 tổ chức tại giáo phận Bắc Ninh. Với Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 9 này, các bạn trẻ trong giáo tỉnh Hà Nội cùng xác tín hơn. Với các bạn trẻ, thánh giá là dấu hy vọng, thánh giá là dịp biểu lộ đức tin, thánh giá là niềm vui và thánh giá là niềm tự hào cho các bạn trẻ. Và Đại hội Giới Trẻ hôm nay cũng là dịp giúp các bạn trẻ khẳng định giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội không quên tổ tiên, luôn hướng về giáo hội, cùng nhau sống xứng đáng con lạc cháu hồng và truyền thống hào hùng của các thánh tử đạo. Con xin mời Đức cha xung hương thánh giá. Tiếp theo là nghi thức thượng cờ Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 9. Đó là ngọn đuốc và trên cùng là thánh giá. Trên lá cờ có đính 10 ngôi sao màu đỏ, tượng trưng cho 10 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội. Cờ Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 9 được kéo lên báo hiệu các bạn trẻ sẵn sàng thể hiện tinh thần thầy gọi anh em là bạn, và các bạn trẻ sẵn sàng biểu lộ tình bạn với nhau.
thư đại hội, chúng ta vừa tham dự nghi thức rước thánh giá và thừa cờ đại hội. Sau đây chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn lên phát biểu khai mạc đại hội. Xin chúng ta cùng đồng một tràng pháo tay để chào đón Đức Tổng. Các bạn trẻ thân mến, trong niềm vui bước vào Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội, chúng ta quy tụ lại đây để cùng với các mục tử của mình lắng nghe lời Chúa Giêsu mời gọi Thầy, gọi anh em là bạn. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Những lời này được Chúa Giêsu nói lên trong bối cảnh người sắp bước vào cuộc thương khổ. Chúa Giêsu, vị Thầy Chí Thánh, đã yêu thương các môn đệ mà người gọi là bạn bằng một tình yêu lớn lao, tình yêu của chính Thiên Chúa và người đã yêu thương cho đến cùng. Người đã dạy chúng ta bài học yêu thương và đã hy sinh tính mạng vì yêu thương chúng ta. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Trong dịp đại hội này, chúng ta có những giờ phút quý báu để được sống bên nhau, cùng nhau cầu nguyện, giúp nhau đến với Chúa Giêsu và bước theo Người trên con đường cứu thế. Chúng ta tạ ơn Chúa khi chiêm ngắm chân phước Gioan Phaolô đệ nhị, vị giáo hoàng của người trẻ vừa được tuyên phong chân phước vào đầu tháng 5 vừa qua. Xin Ngài chuyển cầu và từ trời cao chúc phúc cho tất cả chúng ta. Giờ đây, cùng với các vị chủ chăn của chúng con, Cha tuyên bố khai mạc Đại hội Giới Trẻ với chủ đề Thầy gọi anh em là bạn.
con xin chân thành cảm ơn. Chúng con xin quý đức cha, quý khách và quý cha an toàn. Xin mời các bạn linh hoạt viên chúng ta chờ. Trời ơi nhà là trời ơi.
có dịp hội ngộ tại Bắc Ninh với những liền anh liền chị mến khách dễ thương. Trước hết tôi xin thân ái chào tất cả các bạn và Hải Phòng ở chỗ nào nhé? Xin cảm ơn. Thưa các bạn, chúng ta cùng bước vào giờ chia sẻ bằng một cái băng reo. Mọi người chúng ta cùng lắng nghe để ý, để thơ này. Khi tôi hô giới trẻ miền Bắc thì chúng ta đáp lại yêu Đức Kitô bốn chữ. Tôi hô lần thứ hai, các bạn đáp lại yêu mến giáo hội. Và khi tôi hô lần thứ ba, các bạn cùng đáp lại yêu mến quê hương. Các bạn có đồng ý không? Lần thứ nhất yêu Đức Kitô, lần thứ hai yêu mến giáo hội, và lần thứ ba là yêu mến quê hương. Giới trẻ miền Bắc, giới trẻ miền Bắc, giới trẻ miền Bắc, là lần nữa chưa có mạnh lắm, phải mạnh lên. Giới trẻ miền Bắc, giới trẻ miền Bắc, giới trẻ miền Bắc. Được rồi, xin cảm ơn các bạn. Và thưa các bạn thân mến, băng reo chúng ta vừa cùng nhau để tham dự sướng đáp, nói lên nội dung của những chia sẻ mà tôi muốn trình bày. Đồng thời, đây cũng là một phần nội dung của sứ điệp nhân ngày Đại hội Thế giới lần thứ 26 mới được tổ chức tại thủ đô Tây Ban Nha. Các bạn trẻ mệt chưa nhỉ? Chưa. Giỏi thế. Bây giờ mà hát 10 bài nữa thì được không? Thôi nhưng mà bây giờ thì vừa rồi anh ca sĩ đã hát các bạn vui quá, cho nên bây giờ thì mình sẽ nói chuyện ngắn gọn rồi sau đó mình hát tiếp nhé. Thế các bạn trẻ thân mến, chào các bạn trẻ từ khắp nơi trong 10 giáo phận của giáo tỉnh Hà Nội. Chúng ta đang đứng giữa trời đất quan họ, nơi mà một nhạc sĩ đã diễn tả là một làn nắng cũng mang điệu dân ca. Các bạn có biết câu đó không? Trên quê hương quan y hỏi, một làn nắng y cũng mang. Chia sẻ với tất cả các bạn trẻ thế này là thú thật với các bạn là tôi sinh ra trong giáo phận Bắc Ninh, nhưng mà rời giáo phận Bắc Ninh năm 6 tuổi và đến năm 60 tuổi thì trở lại giáo phận Bắc Ninh trong tư cách là giám mục. Lúc đi thì được xưng tội rước lễ lần đầu, lúc về thì làm giám mục. Vì thế thì có thể nói như thế này, vì thế thì có thể nói là tôi chỉ hiểu biết rất sơ sài về quan họ. Tôi đã phải học, phải hỏi nhiều người, đặc biệt là đã đọc một số tác phẩm về quan họ Bắc Ninh, rồi tôi đọc gần 300 bài quan họ cổ, và như thế tôi đã phát hiện ra một di sản văn hóa nhân loại ngay trên mảnh đất mình sống. Thực sự tôi đã ngỡ ngàng về cái hay, cái đẹp trên đất Kinh Bắc, cái nôi của văn hóa Việt Nam mà hôm nay muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta thường hay nghĩ đến quan họ như những bài dân ca mượt mà thấm thiết, rất đúng. Nhưng mà thật ra có cả một không gian văn hóa quan họ mà các bài dân ca là những diễn tả xuất phát từ trái tim người quan họ. Qua các bài hát quan họ cổ, tôi thấy trọng tâm là tình bạn, và một tình bạn hết sức đặc biệt. Chúng ta biết là theo cái
cái văn hóa quan họ thì có hai làng, mỗi một làng có một đội quan họ mà gọi theo tiếng chuyên môn là bọn quan họ. Mỗi làng có một bọn toàn nam và một bọn toàn nữ. Hai bọn ấy kết nghĩa với nhau. Họ coi nhau như anh chị em ruột thịt, gọi nhau là liền chị liền anh. Vì thế họ không kết hôn với nhau, chỉ sống với nhau bằng tình bạn. Cha mẹ cả hai bọn coi tất cả bạn con họ của con mình là con cái trong gia đình. Đã có vô số những bọn quan họ như vậy. Họ đến với nhau, ca hát với nhau chỉ để diễn tả tình bạn thâm sâu và trong sáng. Họ đẹp đón tiếp nhau trong trang phục đẹp, như lúc nãy các bạn thấy mời trầu, họ mặc trang phục rất đẹp. Rồi lịch sự, họ chào đón nhau bằng tất cả trái tim chân thành. Rồi họ hát với nhau theo kiểu đối đáp. Họ thường hát với nhau trọn một ngày, có khi mấy ngày liền, chỉ hát cho nhau nghe để bày tỏ cái tâm tình của mình với người bạn. Không có khán giả, không có trình diễn và tất nhiên không có thương mại. Như nhà thơ Nguyễn Khuyến nói, bác đến chơi đây, ta với ta, nghĩa là chỉ có tình bạn. Đấy là tình bạn của quan họ, chỉ có tình bạn trong sáng, không có gì khác. Một cách đây mấy hôm thì có đọc trên báo về một cái em, cái gia đình ở Hà Nội bị sập nhà, và một bạn gái 15 tuổi đã không may mắn đã qua đời. Các bạn của bạn ấy đã đến dự lễ an táng và các bạn đã khóc. Tôi nhìn những giọt nước mắt bạn ấy khóc, tôi nói đấy là những giọt nước mắt của những người có một cái tình bạn hoàn toàn trong sáng như tình bạn quan họ vậy. Văn hóa quan họ có từ hơn ngàn năm. Đó là nơi những người nông dân chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chính họ là tác giả cái văn hóa quan họ cũng như các bài hát quan họ. Đó là nơi diễn ra nhiều trận chiến vì sát cạnh thinh kinh đô Thăng Long. Các bạn có biết không, Hai Bà Trưng chiến thắng Tô Định ở đâu? Ở Bắc Ninh. Lý Thường Kiệt đọc bài thơ Sông Núi Đức Nam Vua Nam ở đâu? Trên đất Bắc Ninh. Dù vậy thì trong quan họ không có bóng dáng của sự vất vả, than vãn, tranh cãi, súng đạn, thù hận. Không có. Tất cả những gì là tính toán, giành giật, nhỏ nhen, thô lỗ, hơn thua đều hoàn toàn xa lạ với văn hóa quan họ. Chứa được trong những lời hát dung dị nhưng thi vị là những tình cảm chân thành. Các liền anh liền chị quan họ quý mến nhau, tôn trọng nhau, nói với nhau bằng những từ ngữ tao nhã, ý nhị. Không có đổi trác, lọc lừa, nhờ vả, chỉ có tình bạn. Một tình bạn vượt trên mọi cái nhỏ nhen, vượt qua mọi thứ rào cản của xã hội để sống với nhau bằng trái tim với trái tim. Chúng ta có thể nghi ngờ một cái nhìn như vậy hình như hơi ngây thơ trước bao sóng gió của cuộc sống nhiều bon chen. Nhưng nói cho cùng, có lẽ đó là mơ ước của mọi người, nhất là của các bạn trẻ. Chính cái nhìn lạc quan ấy làm cho cuộc sống vốn nhiều gian nan có được những bông hoa tô điểm, để mọi người thấy mặt đất này là một sân chơi của tình bạn và mở ra một hướng tiến cho những người cảm thấy mình đầu thai lầm thế kỷ. Xin chia sẻ với các bạn, khi tôi học lớp 11, tôi đã học với nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Thầy dạy tôi có một câu thơ mà tôi vẫn còn nhớ: lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ, một đời người u uất nỗi trơ vơ, đời kiêu mạc không dung hồn giản dị. Thuyền ơi thuyền, xin ghé bến hoang sơ. Xin lỗi thầy, bây giờ thầy xin lỗi thầy, bây giờ thầy mất rồi, nhưng mà em xin thưa với thầy, vì em là người Công giáo, em biết tin mừng của Chúa Giêsu, em nói thầy ơi, thầy bi quan quá, thầy chưa biết tin mừng của Chúa Giêsu. Trong Thánh Kinh
có một tình bạn thật đẹp giữa Jonathan và ai? David, các bạn rất giỏi. Giữa một hoàng tử và một chú bé chăn cừu. Khi vua cha là Saul muốn giết David, thì chính hoàng tử Jonathan đã dẫn đường cho David trốn thoát. Và khi Jonathan chết trận, lẽ ra thì ông Jonathan phải làm vua, nhưng mà chết trận thì David được làm vua. Nhưng mà David đã khóc như thế này: Jonathan anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh, tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ. Bạn nào muốn biết thì xin về mở sách Samuel thứ 2 đoạn 1 câu 27. Đấy là một tình bạn không ranh giới, không tính toán thiệt hơn. Trong văn học Việt Nam có một tình bạn cũng thật đẹp giữa Lưu Bình và Dương Lễ. Trong tình bạn này, vai trò của cô gái Châu Long thật là tuyệt. Một bên là trung thành với chồng, một bên là hết lòng với bạn của chồng. Vì trung thành với chồng, để cho bạn của chồng được thi đỗ làm quan cũng như chồng. Một tình bạn không muốn bạn thua kém mình, nhưng cả hai cùng thành đạt. Chúng ta có thể nói hai tình bạn trên đây có thể nói là rất quan họ. Ước gì chúng ta cũng biết sống với nhau quan họ như vậy, và giúp mọi người sống văn hóa quan họ, để mọi ngày chúng ta có những tình bạn trong sáng, thủy chung, nâng con người lên những tầm cao của cuộc nhân sinh. Trong tâm tình ấy, xin mời tất cả chúng ta cùng nhau hát bài chủ đề của đại hội: Hay nắm nắm tay nhau, anh em ta đến đây giàn hòa, tình yêu thương mến thương thân ta, tình anh em thương mến thương đồng nhà. Hà hồi hà, ư hồi ư, là ư hồi ư, là yêu nhau mãi mãi yêu nhau hoài. Ta có nhận được một câu hỏi của một bạn trẻ ở Hải Phòng. Bạn ấy nói rằng giữa cuộc đời bao nhiêu thứ bon chen khó khăn, làm thế nào để cầu nguyện được. Thì xin chia sẻ với bạn ấy và với tất cả các bạn như thế này: ai trong chúng ta cũng có những người bạn. Khi vui chúng ta nghĩ đến bạn, khi buồn chúng ta nghĩ đến bạn, chúng ta đến với người bạn. Và ngược lại, khi người bạn vui chúng ta đến chung vui với bạn, khi người bạn buồn chúng ta đến làm gì? Chia buồn với bạn. Vui buồn có nhau. Có khi nào mà chúng ta đến với người bạn kia chỉ để tìm cách để lợi dụng không? Không, chỉ là tình bạn. Bác đến chơi đây, ta với ta, chỉ có tình bạn. Thế thì chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu như vậy. Lúc nào chúng ta buồn thì chúng ta đến với Chúa, nói với Chúa: Chúa còn buồn quá. Lúc chúng ta vui đến nói với Chúa: Chúa ơi còn vui quá. Ngược lại, lúc Chúa Giêsu buồn, chúng ta hãy đến với Chúa. Lúc Chúa buồn vì thấy chúng ta có những sai lỗi, loài người có những thiếu sót, Chúa buồn, chúng ta đến với Chúa. Có những lúc Chúa vui quá, như hôm nay Chúa thấy chúng ta đông đảo, Chúa vui, chúng ta cũng đến với Chúa. Chúng ta đến chia vui sẻ buồn với Chúa như chúng ta vẫn chia vui sẻ buồn với một người bạn. Và chúng ta biết đó, là một người bạn thì quý hơn 100 người đầy tớ. Vì thế Chúa nói, Thầy gọi anh em, Thầy không gọi anh em là đầy tớ, nhưng mà gọi là bạn. Và chúng ta biết là ở trong Thủy Hưởng, không xin lỗi, Hồng Lâu Mộng nói, một người bạn quý hơn 1.000 lượng vàng. Một lượng vàng bây giờ bao nhiêu triệu nhỉ? 47 triệu. Cho nên một người bạn đáng giá 40 mấy tỷ, hơn 40 mấy tỷ. Thế chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, và chúng ta, tất cả chúng ta đều biết câu này: anh ấy nói, bạn ấy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, thì tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Nếu bạn chúng ta là Chúa Giêsu thì người ta sẽ biết chúng ta là ai. Xin cảm ơn tất cả các bạn trẻ. Các bạn có thể không? Các bạn hát lớn cùng với dân nhé.
Quê mến nhưng lại sáng của tâm hồn. Vâng, tâm hồn chúng ta sẽ dâng cho Chúa tất cả những gì mà chúng ta có thể trong đêm nay. Trở nên giống loài được tuyển chọn, trở thành hàng tư tế vương giả, là dân riêng của Chúa.
đó là hồng ân chúng con được biết Chúa, được tin vào Ngài và được yêu mến Ngài. Niềm tin và lòng yêu mến Thiên Chúa cho chúng con có cơ hội thăng tiến phẩm giá của mình, cho chúng con có khả năng làm những điều tốt lành trong cuộc sống này, và cho chúng con một định hướng để tiến về quê trời. Hôm nay chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con hiểu rằng Thiên Chúa và Đức Giêsu muốn làm bạn với chúng con. Chúng con quả thật có một người bạn tuyệt vời, yêu thương chúng con hết lòng. Ngài đã công bố rằng không có tình yêu nào cao quý cho bằng hiến mạng sống vì bạn hữu mình. Xin quý đức cha, khi chúng con hô đến giáo phận nào, nếu ở đâu có mặt phát hiện, chúng con xin mời đức cha. Giáo phận Thái Bình đâu? Giáo phận Hà Nội đâu? Giáo phận Lạc Sơn đâu? Giáo phận Hưng Hóa? Giáo phận Vinh đâu? Giáo phận Thái Bình? Giáo phận Thanh Hóa đâu? Giáo phận Hải Phòng? Giáo phận Bùi Chu đâu? Và giáo phận Bắc Ninh đâu? Giáo phận Bắc Ninh. Thế thì từ hôm qua đến giờ các con hiện diện ở đây đã cảm thấy đủ can đảm để mình trở thành những người mời các bạn đến thăm mình chưa? Các bạn có? Can đảm lên! Xin các bạn ngồi xuống. Và hy vọng chúng ta sẽ trở thành một giáo phận tuy rất khiêm tốn về người nhưng cũng có thể can đảm và với tất cả tấm lòng của chúng ta mà tổ chức cho thật tốt đẹp. Và hy vọng tất cả những gì mà chúng ta học hỏi nơi đây sẽ là kinh sự tố cáo cái thiếu trách nhiệm của cha cung là vì chúng con không thuộc giáo lý cho nên không dám trả lời để cha trả lời ai. Nhưng mà nếu cha cung mà thiếu trách nhiệm là vì đức tổng giáo mục thiếu trách nhiệm với cha cung.
Và xin chúng con nhân cái đại hội này, giới trẻ Hà Nội phải có một cái quyết tâm canh tân đổi mới, trước hết là cái tư cách bạn của Chúa Giêsu. Lại nữa hả? Thanh Hiệp ơi! Thôi mình hô hai lần thôi, hô to quá họ bảo mình nổ. Và chúng ta phải nổ bởi vì tự cái tên gọi phát diệm là nghĩa là gì con? Phát ra cái đẹp, phải không? Tỏa ra cái đẹp. Từ hôm qua đến nay, chúng con đến đây được tham dự sinh hoạt đại hội giới trẻ với tất cả các bạn trẻ trong giáo tỉnh Hà Nội này. Chúng con được gặp gỡ tất cả các bạn của chúng con. Và chúng con thấy từ hôm qua tới bây giờ nhiều người khen. Khen là bởi vì không ngờ là giới trẻ có một cái tiềm năng rất là mạnh. Ví dụ như ngày diễn nguyện tối ngày hôm qua, chúng con làm những cái buổi sinh hoạt rồi ca hát nhảy múa, nhưng mà luôn luôn toát ra cái chủ đề gì con? Thầy gọi anh em là bạn. Xin chia sẻ với tất cả các bạn trẻ là từ hôm qua đến bây giờ
thì về phía Bắc Ninh thì rất là vui mừng vì thấy được tương lai của giáo hội miền Bắc của chúng ta, nơi các bạn trẻ, hoan hô tất cả các bạn trẻ là người trẻ ở trong tim của Hội Thánh. Nhắc lại, 2, 3. Người trẻ ở trong tim Hội Thánh. Và ngược lại, Hội Thánh ở trong tim của người trẻ. Hội Thánh ở trong tim của người trẻ. Một lần nữa xin thay mặt cho tất cả giáo phận Bắc Ninh, xin cảm ơn Đức Tổng Giám Mục, quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả các bạn trẻ từ toàn thể giáo tỉnh. Hy vọng rằng một lát nữa đây khi chúng ta chia tay và chúng ta gặp ở trong thánh lễ rồi chúng ta chia tay thì Chúa Giêsu vẫn mãi mãi là bạn của từng người và của tất cả chúng ta, đồng thời Chúa làm cho tất cả chúng ta trở thành bạn của nhau. Hãy nắm tay nhau, anh em ta bước trên hội hòa, tình yêu cho bên xưa mặn mà, tình anh em ta bước trên hôn nhà. À ôi à, ư ôi ư là ư ôi ư là yêu nhau mãi mãi yêu nhau hoài. Vâng, cho con xin cảm ơn quý đức cha. Các bạn đại diện các giáo phận đến bàn thư ký bên phải thế này để nhận bản quyết tâm. Các bạn đại diện các giáo phận đến bàn thư ký bên phải thế này để nhận bản quyết tâm. Chuẩn bị hát ca nhập lễ. Sau bài trống là trên ca đoàn hát ca nhập lễ. Vào thánh lễ xin các bạn trẻ chúng ta tuyệt đối im lặng để chúng ta cùng nhập dâng thánh lễ. Xin cảm ơn. Thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, các bạn trẻ rất quý mến, vì trong thánh lễ Ngài ban cho chúng ta lời hằng sống, muốn đón nhận tất cả vào nước Chúa hiện trì, xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giao thần bát ngát bao la, và gửi nhiều tay thơ lành nghề đem tin mừng đến cho mọi loài thơ tao. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Điểm Isaiah con trai Amos đã thấy về Juda và Jerusalem. Điểm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết là núi nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi. Anh em thân mến, nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rồi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính. Chúa ở cùng anh chị em. Thầy là cây nho thật, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Lễ các đức cha trong giáo tỉnh đã gặp mặt và trao đổi với nhau về các bạn từ hôm qua đến hôm nay, và các bạn đã làm cho các đức cha phải cảm hai lần. Lần thứ nhất là cảm phục các bạn, và cảm thứ hai là cảm ơn các bạn. Xin gửi đến tất cả các bạn lòng cảm phục và lời cảm ơn. Cảm ơn. Tại sao như vậy? Vì hôm qua trong sinh hoạt buổi từ lúc khai mạc cho đến lúc chầu thánh thể, các bạn đã bày tỏ một tinh thần kỷ luật, một tinh thần đức tin, một tinh thần thân ái mà không phải ở đâu cũng có. Trong các buổi diễn nguyện, các bạn đã gửi những thông điệp đến cho khắp, cho hết mọi người, chẳng những cho nhau, cho cả các đức cha và cho mọi người. Chúng tôi đang nghiên cứu để các thấy rõ hơn những thông điệp các bạn gửi đến về tình thương, về sự sống, về Chúa Giêsu. Rồi trong giờ chầu thánh thể, các bạn đã hết sức kỷ luật, sốt sắng, im lặng và cầu nguyện, làm cho chính các đức cha hết sức cảm phục. Các bạn trẻ thân mến, giờ đây chúng ta chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa, nhưng mà chúng ta đang ở trong cao điểm của Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ 9. Đó là như Đức Tổng Giám Mục nói đầu lễ, chúng ta đang đến để gặp Chúa Giêsu trong lời của Người và đón nhận chính Người trong mình máu của Người. Thưa các bạn trẻ thân mến, ngày 27 tháng 11 năm 2009 tại Đền Hùng, lúc bế mạc Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ 8 được tổ chức ở Giáo Phận Hưng Hóa, tôi đã thay mặt
và cùng với giáo phận Bắc Ninh ngỏ lời mời các bạn đến Bắc Ninh tham dự đại hội thứ 9 để gặp Thánh Gióng, gặp Vô Tấm. Hôm nay đến hẹn lại lên, chúng ta về đây tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc để cùng nhau sống tình bạn với Chúa Giêsu, với nhau và với mọi người. Trên đất Bắc Ninh, quê hương Quan Họ, hôm nay chúng ta đã chia sẻ với nhau về tình bạn thật đẹp trong không gian văn hóa Quan Họ. Hôm nay trong thánh lễ long trọng này, chúng ta lại được mời gọi đi vào tình bạn với Chúa Giêsu, một tình bạn có thể biến đổi đời sống mỗi người chúng ta cũng như biến đổi cả thế giới. Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng đã làm người, sống như một người phàm ở giữa chúng ta. Người chia sẻ cuộc sống của mọi người chúng ta, chỉ khác chúng ta một điều là không phạm tội. Người đã làm việc bằng đôi bàn tay con người, đến với người khác bằng đôi chân con người, yêu mến và phục vụ người khác bằng trái tim con người. Người có các môn đệ, nhưng người không gọi họ là tôi tớ, mà là bạn. Hơn thế nữa, người ở giữa họ như một người tôi tớ. Vào buổi tối, trước lúc người nộp mình chịu chết, người đã cúi xuống rửa chân cho các bạn của người. Rồi người chịu chết đau thương trên thập giá vì yêu mến con người. Như chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm, không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Chưa hết, người còn trở nên của ăn của uống cho các bạn của người trong bí tích thánh thể. Sau khi phục sinh, người đã ban Chúa Thánh Thần cho các bạn. Các tông đồ lên đường loan báo tin mừng khắp nơi, một nhân loại mới được hình thành. Trong đó, mọi người sống với nhau như con cái, có chung một cha là Thiên Chúa, cùng một mẹ là Hội Thánh, và sống với nhau như anh chị em ruột thịt một nhà. Tin mừng ấy qua 20 thế kỷ đã được giới thiệu và đón nhận khắp nơi trên thế giới, đủ mọi dân tộc, đủ mọi màu da, đủ mọi tiếng nói, đủ mọi văn hóa. Gia đình của Thiên Chúa ấy đã cố gắng noi gương Đức Kitô, luôn yêu mến và phục vụ con người. Hội Thánh đã đóng góp vào việc thăng tiến con người, cả về vật chất cũng như tinh thần, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa giáo dục và bác ái từ thiện. Những nhà giáo dục như Thánh Gioan La Salle, những tấm lòng nhân ái như Chân Phước Teresa Calcutta, không nhiều thì ít, thời nào cũng có, ở đâu cũng có. Hội Thánh đã thực sự góp phần tạo nên một nền văn minh tình thương và sự sống cho cả nhân loại. Ở Việt Nam, những người bạn của Chúa Giêsu đã đến gieo trồng hạt giống tin mừng từ gần 500 năm nay. Dân tộc Việt Nam đã được các nhà truyền giáo ca ngợi là gần với tin mừng của Chúa Giêsu hơn nhiều dân tộc khác. Và những người bạn của Chúa là các tín hữu đã đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển của đất nước, đã sáng tạo chữ quốc ngữ mà hiện nay cả nước đang dùng, đã đưa vào văn hóa Việt Nam ý thức về nhân phẩm, bình đẳng, công bình, bác ái, phục vụ, hy sinh, đã đưa vào nếp sống gia đình dựa trên tình yêu chung thủy và bình đẳng giữa vợ chồng, cũng như qua giáo dục đào tạo cho đất nước bao nhiêu nhân tài, qua việc từ thiện giúp đỡ biết bao người nghèo khổ, bệnh tật, thiếu may mắn. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam sau năm Thánh 2010 bày tỏ ước nguyện và quyết tâm cùng với mọi người thành tâm thiện chí, bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Vừa cầu nguyện vừa hoạt động, người trẻ chúng ta hãy mạnh dạn bước đi trên con đường yêu mến và phục vụ của Thầy Chí Thánh và bạn Chí Thân. Các bạn trẻ thân mến, có thể nói ước nguyện của Thiên Chúa về người trẻ
được diễn tả một cách ngắn gọn và thi vị qua lời Thánh Vịnh 143. Mong đàn con trai ta mạnh như cây vừa lớn, đang tuổi xuân mơn mởn. Mong bầy con gái ta đẹp như hình mỹ nữ khắc trên cột đền đài. Người con trai mạnh được văn hóa Việt Nam diễn tả qua hình tượng thánh gióng, người con gái đẹp được diễn tả qua hình tượng cô tấm. Anh hùng và mỹ nữ chắc chắn là ước nguyện của tất cả chúng ta, nhưng đó cũng chính là ước nguyện ngàn đời của Thiên Chúa được diễn tả qua sách thánh. Và ước nguyện ấy đã thành hiện thực với Chúa Giêsu và trong lịch sử 2000 năm của giáo hội với những người bạn đích thực của Chúa Giêsu. Chúng ta đang sống trong một thế giới nhiều hy vọng nhưng cũng nhiều thách đố. Các bạn của Chúa Giêsu đã lấy mồ hôi, nước mắt và cả máu để góp phần vào tiến trình nhân hóa thế giới. Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta nắm tay nhau và nắm tay mọi người thành tâm thiện chí, xây dựng tình bạn trong sáng và cao quý với nhau, cùng hướng đến một trời mới đất mới, nơi mọi người được hưởng công chính, bình an và hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, như sách thánh mong ước. Có thể rồi đây chúng ta sẽ quên đi nhiều điều trong đại hội này, nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều chúng ta không bao giờ quên, đó là Thầy gọi anh em là bạn. Xin Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam phù hộ chúng ta. Xin cảm ơn các bạn. Luôn hướng dẫn Hội Thánh trong việc loan báo tin mừng, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh hằng biết lắng nghe tiếng nói của người để trung thành làm chứng cho Chúa.
em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Chúa là Thiên Chúa chúng ta, lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi nhiều chiều chết. Với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng người sống lại. Với niềm cậy trông vững vàng, chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, Đức Cha Cosma Giám mục Giáo phận chúng con, các Đức Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa thương đổ tràn phúc lành xuống trên tất cả các bạn trẻ giáo tỉnh Hà Nội đang hiện diện nơi đây. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là tất cả những linh hồn mà chúng con có ý dâng lễ cầu nguyện cho hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Thank you.
Quý nam nữ tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn
thay lời cho hơn 20.000 bạn trẻ trong toàn giáo tỉnh Hà Nội, chúng con xin được tỏ bày tâm tình của người trẻ chúng con. Bây giờ và mãi mãi, chúng con xin được tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa luôn yêu thương chúng con. Nhờ Chúa, chúng con được làm người và được sinh ra trên đất mẹ Việt Nam. Nhờ Chúa, chúng con đã có bao niềm vui. Nhờ Chúa, chúng con đã vượt bao khó khăn. Nhờ Chúa, chúng con có được những thành công và hy vọng về hạnh phúc viên mãn. Nhờ Chúa và trong Chúa, tại Đại hội Giới Trẻ lần thứ 9 được tổ chức tại miền đất Kinh Bắc, chúng con đã có những giờ sống chan chứa niềm vui. Chúng con xin được kính dâng lên Chúa muôn ngàn lời tạ ơn. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Tổng Phêrô và quý Đức Cha đã dành cho chúng con nhiều yêu thương. Ân tình và công ơn của các đấng dành cho chúng con thật lớn lao. Chúng con xin khắc cốt ghi tâm mọi lời giáo huấn và hết lòng tri ân Đức Tổng, quý Đức Cha. Chúng con xin trân trọng cảm ơn quý cha tổng đại diện, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân trong 10 giáo phận và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, hy sinh, nâng đỡ chúng con để chúng con có được những ngày hội thật vui và dồi dào ân sủng của Thiên Chúa. Trọng kính Đức Tổng Phêrô, trọng kính quý Đức Cha, kính thưa quý cha tổng đại diện, kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Chúng con nhận thấy chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện, các cơ quan ban ngành thật nhiệt tình cộng tác, phối hợp làm việc với ban tổ chức để lo cho giới trẻ chúng con, góp phần thành công cho đại hội. Qua Đức Cha và giáo phận Bắc Ninh, chúng con xin được gửi nhiều lời cảm ơn và kính chúc tốt lành tới các cấp chính quyền quê hương quan họ. Chúng con đặc biệt cảm ơn Đức Cha Cốt Ma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, và chúng con tâm thành cảm ơn cha tổng đại diện, quý cha, ban tổ chức đại hội, các bạn trẻ Bắc Ninh và mọi thành phần trong giáo phận đã tổ chức đại hội cho chúng con. Qua đại hội, chúng con nhận thấy Đức cha tổng đại diện, quý cha, ban tổ chức, các bạn trẻ và mọi thành phần trong giáo phận Bắc Ninh đã không còn tiếc với chúng con bất cứ điều gì, từ vật chất đến tinh thần, tất cả đã dành cho chúng con. Đức cha tổng đại diện, quý cha, ban tổ chức, các bạn trẻ và mọi thành phần trong giáo phận Bắc Ninh đã đón tiếp chúng con thật thân tình và tổ chức đại hội thật chu đáo. Đến với Bắc Ninh, giờ chúng con đã hiểu, một làn nắng cũng mang điệu dân ca quan họ có ý nghĩa như thế nào. Làn nắng trên miền đất Kinh Bắc không chỉ mang điệu dân ca mà còn thấm đẫm tình người và chứa chan hồng ân Thiên Chúa. Đức cha Bắc Ninh, cha tổng đại diện, quý cha, ban tổ chức đại hội, các bạn trẻ giáo lương Bắc Ninh đã để nhớ, để thương cho chúng con. Vì thế nên, giờ chia tay chưa đến, mà sao tâm hồn chúng con đã đong đầy nỗi nhớ, niềm thương, lưu luyến, chưa xa Bắc Ninh, mà bao bạn trẻ trong 9 giáo phận đã bị dị khóc thầm. Không lưu luyến Bắc Ninh sao được, vì tình người Bắc Ninh đậm đà quá, tha thiết quá. Không lưu luyến Bắc Ninh sao được, vì giới trẻ chúng con chỉ có chưa đầy 24 giờ được sống trên đất Kinh Bắc, thì sao thỏa được những khát khao của chúng con. Giới trẻ chúng con muốn tìm hiểu, muốn khám phá về Bắc Ninh, một miền đất chỉ có diện tích 822.711 km2, là tỉnh có diện tích nhỏ nhất nước. Sao lại là miền đất địa linh nhân kiệt, miền đất của hơn 600 tiến sĩ, danh nhân lịch sử, văn hóa? Chúng con muốn tìm hiểu về quê hương của Thánh Gióng, về cô Tấm, về câu chuyện chàng Trương Chi có giọng hát hay, nàng mỹ nương xinh đẹp, si tình.
trong tương quan thần bí với những làn điệu dân ca quan họ. Chúng con muốn được gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn với các liền anh, liền chị có giọng ca mượt mà, say đắm, có tình bạn cao đẹp. Chúng con muốn về thăm làng Diềm, chùa Tiêu, chùa Giam, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, chùa Lim, chùa Trăm Cửa, chùa Dâu, Đền Cô. Chúng con muốn thăm sông Cầu, nước chảy lơ thơ, thăm sông Đuống, một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng. À, bản sắc dân tộc, một Bắc Ninh địa linh, nhân kiệt, một Bắc Ninh Việt Nam thu nhỏ đầy trân trọng và tự hào. Chúng con sẽ tự hào kể cho mọi người biết về Bắc Ninh, một giáo phận quan họ giàu truyền thống trong việc sống đạo và loan báo tin mừng. Chúng con sẽ mời mọi người về thăm Bắc Ninh, và nếu có dịp đến hẹn, chính chúng con sẽ trở về Bắc Ninh để không chỉ thăm Kinh Bắc, nhưng còn tìm hiểu thêm về toàn thể giáo phận trong 12 tỉnh để làm tròn ước mơ của chúng con. Kính thưa Đức Tổng, kính thưa Đức Cha, quý cha tổng đại diện, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn, chúng con nhận thấy rằng sự thương yêu, chăm sóc, lo toan của Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha tổng đại diện, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dành cho giới trẻ chúng con thật sâu nặng và lớn lao. Qua các ngày, chúng con nhận thấy tình yêu và sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là đấng xa lạ, nhưng Ngài thật gần gũi, thân tình. Thiên Chúa luôn ở cùng chúng con. Chúng con thật tự hào về truyền thống cha ông, về đất mẹ Việt Nam. Đồng thời, chúng con cũng ý thức rằng đã đến lúc chúng con đặt ra vấn đề. Chúng con không nên đòi hỏi quê hương, đất nước, giáo hội đã làm gì cho chúng con. Nhưng chúng con phải đặt vấn đề, mỗi người trẻ chúng con phải làm gì, cống hiến gì cho quê hương đất nước, cho giáo hội. Giới trẻ chúng con là thế hệ phải tiếp bước tổ tiên để viết tiếp những trang sử vẻ vang cho đất mẹ và giáo hội Việt Nam. Với chúng con, Đại hội Giáo tình Hà Nội lần thứ 9 không khép lại, nhưng mở ra và tiếp sức cho chúng con, để chúng con lên đường với những quyết tâm, sống nhiệt thành, sống hiệp nhất, sống kiên vững, yêu thương và phục vụ. Chúng con quyết tâm sống tình bạn thật thân tình, thật thắm thiết với Chúa Giê-xu, và từ tình bạn Giê-xu, lấy Giê-xu làm khuôn mẫu. Chúng con sẽ tiếp tục dệt nên những tình bạn chân thành, tốt đẹp trong cuộc đời, trong cuộc sống thường ngày, và nhất là trong những ngày đại hội tại giáo phận Bắc Ninh. Chúng con không thể không có những thiếu sót cách này hay cách khác. Chúng con xin các đấng và toàn thể cộng đoàn đại giá cho chúng con, xin tiếp tục thương yêu, cầu nguyện và nâng đỡ chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa ban dồi dào ân sủng trên Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha tổng đại diện, quý cha, nam nữ tu sĩ, quý khách, cộng đoàn và toàn thể giới trẻ chúng con. Xin Chúa chúc lành cho Kinh Bắc, chúc lành cho toàn thể giáo phận Bắc Ninh và gia đình nhân loại. Chúng con xin đồng kính tri ân. Xin cảm ơn hai bạn trẻ, và giờ đây chúng con xin kính mời cha tổng đại diện, trưởng ban tổ chức lên có lời cảm ơn. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Phêrô, trọng kính quý Đức Cha, kính thưa quý cha tổng đại diện, quý cha bề trên, quý cha, quý tu sĩ, quý chúng sinh, kính thưa quý cấp chính quyền, quý đại biểu, quý khách, quý ân nhân, các bạn trẻ rất thân mến. Người ơi, người ở đừng về, đó là tâm tình mến khách, muốn lưu khách lại của người quan họ chúng con. Ngày Đại hội Giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 9 tại đất Kinh Bắc ngàn năm văn hiến, vùng đất địa linh nhân kiệt này đã đến giờ bế mạc. Thay mặt cho ban tổ chức, hiệp lời với Đức Cha chủ nhà và các bạn trẻ, chúng con xin được tri ân. Chúng con tạ ơn Chúa, chủ của thời gian và mọi xoay vần của trái đất, đã quy tụ các bạn trẻ của 10 giáo phận, 26 tỉnh thành về đây với thời tiết,
Hôm qua trời mát dịu, sáng nay trời nắng nhẹ, giờ đây trời mát dịu mùa đông. Chúng con cảm ơn quý đức cha đã gác mọi công việc chung riêng về với đại hội, là hồn sống của đại hội, đã hướng dẫn, đã cùng đồng hành vui chơi với giới trẻ chúng con. Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc đại hội với những lời nhắn gửi làm kim chỉ nam cho đại hội giới trẻ chúng con. Đức cha Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên, trưởng ban giới trẻ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trưởng đoàn giới trẻ Việt Nam đi dự đại hội giới trẻ thế giới tại Madrid, nên đức cha đã diễn giải được nhiều góc cạnh và nhắc nhở giới trẻ chúng con nhiều bài học cụ thể và hữu ích qua sứ điệp của vị chủ chân toàn cầu gửi cho giới trẻ thế giới vừa qua. Đức cha Chu Văn Minh, giám mục phụ tá giáo phận Hà Nội, giám đốc Đại chủng viện Hà Nội, có nhiều kinh nghiệm đào tạo giới trẻ. Đức cha Hưng Hóa Doan Maria Vũ Tất, đã nhiều năm là phó giám đốc và giáo sư Đại chủng viện Hà Nội, có kinh nghiệm dạy dỗ giới trẻ. Đức cha Lạng Sơn Giuse Đặng Đức Ngân, nguyên phó giám đốc Đại chủng viện Hà Nội, đã chủ sự giờ chầu thánh thể trong bầu khí thánh thiêng giữa Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, kết thúc buổi diễn nguyện đầy xúc động. Đức cha Phát Diệm Giuse Nguyễn Năng, nguyên giám đốc Đại chủng viện Xuân Lộc, đã có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt và đào tạo lớp trẻ. Đức cha Thái Bình Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, đã nghiên cứu kỹ về truyền thông hôm nay, mau lẹ và đa dạng, tốt có, xấu có, để chúng con biết chọn lựa và phân biệt được đúng, sai, lợi hại. Đức cha Thanh Hóa Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nguyên giáo sư Đại chủng viện sao biển Nha Trang và Hà Nội, có nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc đào tạo thế hệ trẻ. Đức cha Vinh Paulo Nguyễn Thái Hợp, tân giám mục, chủ tịch một ủy ban mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam Công lý và Hòa bình, nguyên giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục Phát Diệm, nguyên phó chủ tịch ủy ban bác ái của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha chủ nhà Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn Đạt, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, suốt một năm đức cha đã cho giới trẻ toàn giáo phận đón thánh giá, học hỏi và sống theo chủ đề thầy gọi anh em là bạn trong kinh thánh Tân Cửu Ước, trong văn học dân gian, trong đời thường của cuộc sống. Trong đại hội, đức cha đã dẫn dắt hướng dẫn giới trẻ chúng con để chúng con biết trân trọng những tình bạn cao thượng, biết trân quý những tình bạn ngay chính, biết chọn bạn mà chơi. Chúng con xin cảm ơn quý cha với gánh nặng mục vụ quý cha đã tạm gác lại để cùng đồng hành với các bạn trẻ chảy hội về đất Kinh Bắc chúng con. Ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến chia vui với chúng tôi. Cảm ơn Ban lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh đã chấp thuận cho chúng tôi sử dụng toàn bộ hơn 100.000 mét vuông của khu Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc có 102 này để giới trẻ của 10 giáo phận miền Bắc tổ chức đại hội lần thứ 9 đầy ấn tượng và thành công. Chúng tôi cũng cảm ơn Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Ban Giám đốc Nhà thi đấu, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Y tế, Sở Điện lực, Công ty cấp thoát nước, Công ty phòng cháy chữa cháy đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ chúng tôi từ khởi sự cho tới khi kết thúc đại hội. Chúng tôi cũng cảm ơn các sở, các ban ngành, các đoàn thể của tỉnh, thành phố Bắc Ninh, nhất là Sở An ninh và Sở Giao thông đã tạo mọi thuận lợi, đã giúp đỡ chúng tôi để những ngày chuẩn bị cũng như khi diễn ra đại hội được an toàn, tốt đẹp. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các vị chính quyền, các vị đại biểu của các tỉnh liên hệ với giáo phận Bắc Ninh, thành Trung ương, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Hội khuyết tật Bắc Giang đã đến chung chia niềm vui với đại hội giới trẻ chúng tôi.
Chúng tôi xin cảm ơn các vị chức sắc tôn giáo bạn, các quý khách, các quý đại biểu, các thầy cô giáo, sở văn hóa, sở đài truyền hình, báo Bắc Ninh, ngân hàng, các doanh nhân trong trung ương ngoài thành phố Bắc Ninh. Sự hiện diện của quý vị nói lên tình đoàn kết giáo lương, tình thân hữu giữa các lĩnh vực xã hội với tòa giám mục Bắc Ninh chúng tôi. Ban tổ chức chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thầy, quý sơ, quý dòng, quý tu hội, các sinh viên, các tình nguyện viên, các bác sĩ, ban ẩm thực, nhà sứ chính tòa, các họ lân cận đã tận tâm và âm thầm phục vụ. Chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty âm thanh ánh sáng Bâu, trai MC Phêrô Phạm Huy Hoàng, ca sĩ Gia Ân đã vượt cả ngàn cây số để cùng với các đoàn ca đoàn, các đoàn kèn, đoàn trống, đoàn chất của đạo giáo phận chúng tôi góp phần cho thành công đại hội. Giới trẻ còn được động viên khích lệ bởi số bậc các cha bác, gia đình Bắc Ninh xóm mới xa xôi, các ban hình giáo, các nhà tài trợ đến từ các giáo phận trong giáo tỉnh. Cảm ơn các bạn trẻ thành phần chính và chủ đạo của đại hội, đó là 467 bạn trẻ từ Vinh, miền đất hiếu học, sản sinh nhiều nhân tài cho đất nước với điệu dân ca xứ Nghệ đắm say lòng người. Là 1.362 bạn trẻ đến từ Thanh Hóa, có điệu hò sông Mã quyến luyến, có nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ. Là 900 bạn trẻ từ Thái Bình quê hương cần cù, chịu thương, chịu khó, có làn điệu chèo uyển chuyển và tinh tế. Là 1.383 bạn trẻ từ Bùi Chu, một giáo phận được đón nhận tin mừng sớm nhất Việt Nam, có đền thánh Phú Nhai to lớn, biểu chứng đức tin hùng mạnh. Là 1.775 bạn trẻ từ Phát Diệm, nơi có phần thờ nhà thờ đá nổi tiếng, có cố đô Hoa Lư. Là 2.775 bạn trẻ từ Hải Phòng, có thành phố hoa phượng đỏ rực màu yêu thương, có Hạ Long một trong 7 kỳ quan của thế giới mới. Là 480 bạn trẻ cùng 42 thầy đại chúng sinh và 4 cha giáo từ thành phố Hà Nội, có thủ đô nghìn năm Thăng Long, có quốc tử giám lưu danh các bậc hiền tài. Là 1.525 bạn trẻ từ Hưng Hóa, có đất tổ Hùng Vương, có hát xoan truyền thống. Là 234 bạn trẻ từ Lạng Sơn, có nàng con thiện thủy chung, có hát then lâu đời. Là 10.808 bạn trẻ chủ nhà Bắc Ninh, từ 12 tỉnh hội tụ về đây. Vâng, con số 21.377 bạn trẻ đã đem về cho đại hội đầy sức sống, sống tin mừng, sống đức tin, vang tiếng cười, tạo được một sân chơi lành mạnh, kết giao tình bạn mười phương. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp công sức tiền của cho đại hội. Cảm ơn bà con thành phố Bắc Ninh, miền đất liền anh, liền chị, đầy lòng mến khách, đã nhường đường với những nét mặt vui tươi, đã chỉ lối bằng những nụ cười quan họ duyên dáng. Dù chúng con đã cố gắng rất nhiều, nhưng chắc không khỏi có những thiếu sót. Chúng con xin các đấng bậc, các vị đại biểu, các quý khách, các bạn trẻ, hai chữ đại xá. Kính thưa đại hội, khi kết thúc đại hội giới trẻ giáo tỉnh lần thứ 8 tại Đền Hùng năm 2009, Đức cha giáo phận Bắc Ninh chúng con đã có lời mời các bạn trẻ hãy đến với Bắc Ninh, có cô tấm xinh đẹp đảm đang, có những cô gái quan họ xinh tươi, mà khi nàng nghiêng chiếc nón, mái đình cũng phải nghiêng theo. Hãy đến với Bắc Ninh có thánh gióng dũng mãnh nghĩa hiệp, khi lòng yêu nước thương dân đến đỉnh cao, thì với cây tre Việt Nam tầm thường đã biến thành vũ khí lợi hại chiến thắng ngoại xâm, và khi dẹp xong giặc Ân bay thẳng về trời, không cần để cho dân cảm ơn trả nghĩa. Vâng, Bắc Ninh điểm đến lần này, các bạn trẻ đã đến, đã thấy và cảm nhận được tình thương giữa chủ chăn với giới trẻ, cảm nghiệm được tình bạn nồng thắm giữa các bạn trẻ trong giáo tỉnh.
cảm nếm được những điều hát mượt mà duyên dáng, những hoạt cảnh đầy tính giáo dục, những điệu múa, những giọng ca, lời diễn nguyện thể hiện đức tin sống động của mười phương. Tất cả đã được thể hiện tại miền đất Quan Họ, nơi mà làn nắng cũng mang điệu dân ca. Chúng ta cũng đang đứng tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, nơi mà tỉnh Bắc Ninh mới tổ chức festival năm 2010. UNESCO đã công nhận Quan Họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Cũng chính tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc này, Đại hội Giới Trẻ lần thứ 9 của giáo tỉnh Hà Nội đã được diễn ra và kết thúc. Chúc các bạn trẻ ra về trở thành những cô tấm và những chàng trai phù đồng của thời đại. Kính chúc các đấng bậc và mọi người ra về bình an, để lại trong ký ức nhiều dấu ấn đẹp của Đại hội Giới Trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 9. Đón đợi Đại hội Giới Trẻ lần thứ 10 nhiều hứa hẹn. Ngọn lời chúng con đã mời, người ơi, người ở, đừng về. Mà không được thì đành, người về em vẫn trông theo, trông bèo, đẹp trông nước, nước chảy, trông bèo, bèo trôi. Mong rằng ai về, ai nhớ, ai quên, mình về đến hẹn lại lên với người. Trang muôn đời, trọng kính Đức Tổng, kính thưa quý Đức Cha, thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ, các bạn trẻ rất thân mến. Các bạn trẻ Bắc Ninh ơi, chỉ còn ít phút nữa thôi, chỉ còn ít phút nữa thôi là thánh giá và cờ luân lưu của đại hội sẽ chia tay giáo phận Bắc Ninh chúng ta. Chưa biết bao giờ thánh giá và cờ luân lưu của đại hội sẽ trở lại và sau đại hội này sẽ đi đâu. Trong suốt gần 2 năm qua, thánh giá của đại hội đã ở lại với giáo phận Bắc Ninh chúng con, đã vượt qua mọi nẻo đường, từ miền ngược đến miền xuôi, từ đồng bằng tới miền núi Trung Du. Giờ đây, 126.000 giáo dân của Bắc Ninh hòa nhập với hơn 12.000 con tin của các bạn trẻ Bắc Ninh đang hiện diện nơi đây, nghẹn ngào, xúc động, lưu luyến để cùng tham dự nghi thức trao thánh giá của giáo phận cho giáo phận tiếp theo. Vâng, không biết bao giờ thánh giá của Đại hội Giới Trẻ Hà Nội mới trở lại với Bắc Ninh chúng con đây. Nhớ ơi là nhớ, thương ơi là thương. Chỉ hiệp thông, chúng ta hãy nhìn vào thánh giá để tỏ dấu liên đới với tất cả các bạn trẻ Việt Nam, với các bạn trẻ khắp thế giới vừa quy tụ về thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để cùng bén rễ sâu trong đức tin. Giờ đây, xin tất cả các bạn trẻ chúng ta cùng nắm tay giơ cao lên để cùng gặp gỡ Đức Kitô qua bài hát Gặp Gỡ Đức Kitô.
Kitô. Xin các bạn cùng nắm tay, giơ tay cao. Gặp gỡ Đấng Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đấng Kitô đầy sinh tình để huy. Một ngày buồn xuôi leo bê ta thì lòng sống mau cạn khô. Tình yêu không Kitô ơi tình yêu sao cần cố. Vì Chúa chính nguồn xuôi nguồn yêu thương vô biên. Tiền yêu thương tôi liền các con đào giữa đại dương. Đoàn Thánh Trẻ Giáo Phận Bùi Chu quyết tâm. Một, trong mọi hoàn cảnh chúng con quyết tâm sống đức tin, tuân giữ luật Chúa và Hội Thánh. Hai, tránh xa các tệ nạn, vâng lời, thật thà không gian dối, giúp đỡ mọi người, tham gia đoàn hội tích cực, bác ái với mọi người. Ba, thánh hóa môi trường bằng đời sống yêu thương, phục vụ, nhẹ nhàng trong đối xử, tế nhị trong giao tiếp, bác ái trong mọi sự. Bốn, tham gia sinh hoạt thường kỳ theo đoàn giới trẻ giáo phận, giáo hạt, giáo xứ đầy đủ, xưng tội, rước lễ thường xuyên. Xin Chúa chúc lành, thánh hóa và ban ơn để chúng con trung thành thi hành điều chúng con đã đoan hứa. Bùi Chu. Quyết tâm thư của giới trẻ giáo phận Hưng Hóa. Thầy gọi anh em là bạn, và còn hơn thế nữa, chính Đức Giêsu đã đề nghị tình bạn với chúng con. Ngài nói, không phải anh em chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em. Chúng con, những người trẻ thuộc giáo phận Hưng Hóa quyết tâm sống xứng đáng với lời gọi của thầy. Qua việc xuất sắng tham dự thánh lễ và nhất là sống thánh lễ nối dài. Qua việc đọc hiểu các dấu chỉ mà thầy gửi đến cho chúng con hàng ngày, như người nghèo, người neo đơn, người mất niềm hy vọng, để qua họ chúng con gặp được thầy, và qua chúng con họ có được người bạn như lòng thầy mơ ước. Chúng con giới trẻ Hưng Hóa quyết tâm. Lời quyết tâm của giới trẻ giáo phận Lạng Sơn. Lạy Chúa Giêsu là nguồn suối tình yêu và lòng thương xót. Chúa đã được sai đến trần gian để cứu độ nhân loại. Trong giờ phút này, chúng con thật vui và hạnh phúc vì chúng con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa đang đổ tràn trên chúng con. Giới trẻ chúng con nói chung và cách riêng đối với giới trẻ giáo phận Lạng Sơn. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì muôn vàn ân huệ Chúa đã ưu ái ban cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một ngày gặp mặt. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một ngày thật vui. Và cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thắp lên trong trái tim mỗi người trẻ chúng con một ngọn nến của tình yêu, của hy sinh, của tha thứ, để mỗi chúng con luôn biết mở rộng tấm lòng, mở rộng trái tim để yêu thương và đón nhận anh chị em. Xin Chúa giúp mỗi người trẻ chúng con biết đứng lên sau những lần vấp ngã, từ bỏ mọi cám dỗ, để chúng con xứng đáng là con cái Thiên Chúa.
Xin Chúa ban Thánh Thần đến với mỗi người trẻ chúng con, để chúng con quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu là sống như Ngài đã sống và tiếp tục làm những gì mà Ngài đã làm trên trần gian. Vâng, trong ngày đại hội giới trẻ hôm nay, chúng con những người trẻ tại giáo phận Lạc Sơn, chúng con xác tín mạnh mẽ hơn về ơn gọi làm con Chúa, ơn gọi làm tông đồ cho Chúa. Mỗi chúng con quyết tâm tin mừng và đem tin mừng của Chúa đến với những người chưa biết Chúa trong môi trường mà mỗi chúng con đang sống. Nhưng để làm được như vậy, chúng con cần rất nhiều ơn Chúa và lời cầu nguyện của quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả các bạn trẻ đang hiện diện nơi đây. Xin Chúa chúc lành cho những quyết tâm của chúng con. Giáo phận Lạc Sơn, quyết tâm, quyết tâm. Quyết tâm thư của giới trẻ giáo phận Bắc Ninh. Trọng kính Đức Tổng Phêrô, trọng kính quý Đức Cha, kính thưa quý cha tổng đại diện, kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay thật là một ngày hồng ân, một ngày mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng con. Chúng con đã có một ngày tương phùng, tương ngộ thật tuyệt vời. Chúng con xin dâng lên lời ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa, cùng tri ân Đức Tổng Phêrô, quý Đức Cha, quý cha tổng đại diện và toàn thể cộng đoàn. Năm giới trẻ của giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề Thầy gọi anh em là bạn đã giúp chúng con nghiệm ra điều vô cùng quan trọng, đó là Chúa Giêsu là một người bạn tuyệt vời của chúng con. Chúa Giêsu, người bạn đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Chúa Giêsu, người bạn đã không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt mạnh yếu, không phân biệt sang hèn tốt xấu. Chúa Giêsu, một người bạn luôn có mặt ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh trong từng giây phút của cuộc đời chúng con. Giờ đây, cùng với tất cả các bạn trẻ trong giáo phận Bắc Ninh, chúng con xin dâng lên Chúa quyết tâm, dù cuộc sống có muôn vàn gian khổ, có nhiều thách đố, bon chen và chọn lựa, chúng con vẫn luôn chọn Thiên Chúa, đặt Chúa trên mọi sự và trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mọi suy nghĩ, hành động của chúng con luôn thực hiện với mong muốn để Chúa được tôn vinh hơn, bây giờ và mãi mãi. Chúng con xin chọn Chúa Giêsu là bạn thân nhất của chúng con, và từ Chúa Giêsu, chúng con sẽ xây dựng những tình bạn chân thật và tốt đẹp nơi cuộc đời. Chúng con sẽ luôn cố gắng sống ngoan ngoãn, hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thầy cô, và là những người trẻ hữu ích cho gia đình, xã hội và giáo hội. Chúng con sẽ quyết tâm sống chứng tá theo tin mừng, nên men, nên muối, lên ánh sáng cho cuộc đời. Xin Chúa chuẩn nhận, chúc lành và ban ơn để những quyết tâm của giới trẻ Bắc Ninh chúng con được vuông tròn. Chúng con, giới trẻ giáo phận Thái Bình nguyện quyết tâm luôn yêu mến Chúa và sống lời Chúa dạy mỗi ngày để được nên Giêsu tình thân giữa đời. Chúng con xin quyết tâm thực hiện ba khẩu hiệu mà Đức Cha Phêrô giáo phận Thái Bình đã gợi ý cho chúng con, đó là tự nguyện, sẵn sàng, hy sinh. Chúng con nguyện mang theo ánh nến nhỏ bé của mình để ra đi tỏa sáng cho mọi nơi và cho mọi người đang khát khao tìm bạn Giêsu. Giới trẻ Thái Bình xin quyết tâm mãi sống là người bạn tốt với Chúa,
người bạn tốt của mọi người và là người bạn tốt với chính mình. Chúng con, giới trẻ giáo phận Thái Bình, xin quyết tâm. Lời quyết tâm của giới trẻ giáo phận Phát Diệm: hãy bén rễ và đặt nền tảng nơi Đức Kitô, vững mạnh trong đức tin. Đó là điều mà Thánh Phaolô nhắc nhở tín hữu Côlôse. Điều này hôm nay chúng con, những người trẻ, cũng muốn dùng để làm châm ngôn sống cho chúng con, nhằm giúp chúng con bén rễ và đặt nền tảng nơi Đức Kitô, vững mạnh trong đức tin. Giữa một thế giới đang rơi vào trào lưu thế tục hóa mạnh mẽ, muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người và xã hội, phác họa và cố xây dựng một thiên đường không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy rằng một thế giới không có Thiên Chúa chính là một địa ngục. Ở đó chỉ có ích kỷ, chia rẽ trong các gia đình, oán thù giữa các cá nhân và các dân tộc, thiếu tình thương, niềm vui và hy vọng. Chúng con xin quyết tâm sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thờ phượng Chúa trong chân lý và lắng nghe tiếng Ngài, nhằm cụ thể hóa nền văn minh tình yêu, để mọi người được tôn trọng trong phẩm giá, tình hiệp thông được lớn lên với hoa trái dồi dào. Để làm được những điều trên, xin cho chúng con biết quyết tâm học, nhìn thấy và gặp gỡ Thiên Chúa trong bí tích Thánh Thể. Bởi lẽ, nơi đó người hiện diện và gần gũi với chúng con, đến độ trở nên của ăn cho cuộc hành trình của con người. Mỗi người trẻ chúng con quyết tâm tìm biết Chúa nhiều hơn qua việc đọc sách Tin Mừng và sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, và trò chuyện với Chúa qua kinh nguyện và tín thác vào Ngài. Người chẳng bao giờ phản bội niềm tín thác ấy. Tin trước hết là gắn bó bản thân con người với Thiên Chúa, đồng thời cũng là tự nguyện chấp nhận tất cả chân lý Thiên Chúa đã mặc cải. Chúng con xin dâng lên Chúa những lời quyết tâm trên. Amen. Quyết tâm sống của các bạn trẻ Hải Phòng. Chúng con rất vui mừng được đại diện cho hơn 10.000 bạn trẻ trong gia đình giáo phận Hải Phòng về tham dự Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 9. Xin nói lên quyết tâm của chúng con. 1. Chúng con quyết tâm chọn Chúa Giê-xu như là người cha, người thầy và người bạn nghĩa thiết của chúng con. Chúng con quyết tâm sống điều đó qua việc chuyên chăm tham dự thánh lễ, chuyên chăm học hỏi giáo lý, siêng năng đọc, học và sống lời Chúa mỗi ngày. 2. Chúng con hứa sẽ yêu mến giáo hội, yêu mến quê hương và tích cực đóng góp sức trẻ của mình vào việc xây dựng giáo hội Việt Nam và quê hương Việt Nam thân yêu. 3. Chúng con quyết tâm làm chứng nhân sống động cho tình yêu và tình bạn hiền, chân thành của Chúa Giê-xu trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ, trong trường học hay công sở và những môi trường chúng con sống. Xin Chúa thương đón nhận, chúc lành và thêm sức cho chúng con, để chúng con có thể thực hiện được ước nguyện sống của mỗi người. Chúng con, giới trẻ Hải Phòng, xin quyết tâm! Lời quyết tâm của giới trẻ giáo phận Hà Nội. Lạy Chúa,
từ muôn mái nhà nhỏ, hôm nay chúng con quy tụ về đây trong một mái nhà cha chung đầy tình thân ái này. Một ngày hội lớn, một niềm vui lớn của những người trẻ đang nhiệt huyết sống cho mình, cho gia đình, cho những người anh em và đặc biệt cho mẹ Giáo hội Việt Nam, một giáo hội đang lữ hành, đang bước đi trong hân hoan, trong lòng giáo hội hoàn vũ, và cũng là một giáo hội đang phải gồng mình chống trả trước bao chia rẽ, bệnh tật và đói nghèo. Lạy Chúa, nhìn ra cánh đồng lúa mênh mông mà lòng những người trẻ chúng con không khỏi bàng hoàng và lo lắng. Ở ngoài kia còn biết bao nhiêu bạn trẻ đang lao mình vào trong những vòng vây cạm bẫy của tệ nạn xã hội, của những thứ văn hóa chết chóc. Có những người trẻ có tri thức, có tài năng thì lại nghi ngờ và sống mất niềm tin vào Thiên Chúa, lạc xa đời sống làm người Kitô hữu. Có những người trẻ sống trong giáo xứ, giáo họ thì lại đánh mất chính mình. Họ thờ ơ lạnh nhạt với mọi sinh hoạt của cộng đoàn, bỏ bê thánh lễ ngày Chúa Nhật. Lạy Chúa, còn biết bao nhiêu chuyện buồn của những người trẻ không tìm được phương hướng sống cho cuộc đời làm người và làm người Kitô hữu của mình. Chúng con, những người trẻ hôm nay phải làm gì? Chúng con phải làm gì trên những nẻo đường chúng con đi? Chúng con có bị lẻ loi cô độc không? Vâng Chúa ơi, chúng con cần, chúng con rất cần có những bước chân tìm đến, có những bàn tay nắm lấy bàn tay. Chúng con cần những sự sẻ chia niềm nở và dạt dào tình thương của quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cả cộng đoàn nữa. Xin đồng hành, hiệp nhất và nên một cùng chúng con, để từ đây chúng con biết làm đẹp cho chính mình, làm đẹp cho gia đình, cho những nơi mà Chúa muốn chúng con tìm đến, cho những người Chúa muốn chúng con tìm gặp. Xin hãy lên đường và đồng hành cùng chúng con. Giới trẻ Giáo phận Hà Nội! Quyết tâm sống của giới trẻ Giáo phận Thanh Hóa. Lạy Chúa, xã hội ngày nay xô bồ, biến động và cũng lắm nỗi trái ngang. Đành rằng ở xã hội đó, con người sống sung túc hơn, được ăn ngon, mặc đẹp, được tự do thừa hưởng những thành tựu của công nghệ, kỹ thuật hiện đại. Nhưng có một mặt trái đau lòng đã và đang diễn ra. Càng ngày, con người càng trở nên khô khan, lạnh lùng. Tình yêu thương, lòng nhân bản của con người ngày càng thoái hóa. Là những người trẻ, chúng con có trái tim chứa đầy nhiệt huyết và sức sống, muốn được cống hiến, muốn được đóng góp vào cái chung của giáo hội, của xã hội. Nhưng cũng bởi vì chúng con còn trẻ, chúng con đang sống trong xã hội đầy biến động, cái xấu và cái tốt đan xen, mà cái xấu thì luôn có sức cuốn hút và cám dỗ. Chúng con rất dễ sa vào cạm bẫy đó. Chính vì thế, thông điệp đức tin, tình yêu thương, lòng bác ái trong Chúa được đề cao hơn bao giờ hết. Đó chính là con đường, là ngọn hải đăng, là bó đuốc soi rọi cho chúng con bước những bước đi đúng đắn. Giữa trung tâm Kinh Bắc của giáo phận Bắc Ninh giàu truyền thống, với những nét đẹp văn hóa riêng, chúng con, giới trẻ xứ Thanh, muốn nói lên hai chữ quyết tâm. Một, chúng con quyết tâm sẽ giữ vững đức tin, sống tốt đời đẹp đạo, để mang hình ảnh đẹp nhất của người Kitô hữu ra xã hội. Hai, chúng con quyết tâm sống bác ái, yêu thương nhau như Chúa yêu thương con người, để tình yêu hóa giải hận thù, tình yêu gắn kết trái tim. Ba, chúng con quyết tâm học tập thật tốt, không những là kiến thức mà còn là kinh nghiệm sống, là giáo luật Chúa để vững vàng trước những biến cố của cuộc đời. 4.
Chúng con quyết tâm sống tình bằng hữu như Thầy Giê-xu, nối vòng tay lớn với tất cả những ai đã tin, đã sống, đã đem tình yêu Giê-xu đến với con người. Bởi vì tất cả là bạn, đều là con Chúa, đều sống theo giáo lý Ngài. Lời cuối cùng, đại diện cho giới trẻ Thanh Hóa, chúng con gửi tới quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn hiện diện và toàn thể các bạn trẻ có mặt ngày hôm nay, lời chúc bình an trong Chúa Giêsu Kitô, bạn chúng ta. Giới trẻ giáo phận Thanh Hóa quyết tâm. Lời nguyện quyết tâm của giới trẻ giáo phận Vinh. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại nên Chúa đã từ bỏ thiên quốc, nhập thể làm người giống như chúng con mọi sự, ngoại trừ việc phạm tội. Chúa đã hòa nhập với cuộc sống chúng con, chia sẻ buồn vui, lo âu vất vả của kiếp người. Chúa cũng đã tỏ lộ cho chúng con thấy mối thân tình của Chúa đối với chúng con. Không phải như chủ với tớ, mà như bạn hữu với nhau. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Cũng vì yêu thương nên Chúa đã quên mình phục vụ tha nhân. Chúa đã đi chọn con đường tình yêu đầy đau khổ, với trái tim dốc cạn đến giọt máu cuối cùng, là lời minh chứng cho tình yêu vô biên và bất diệt của Chúa. Đó cũng là một giao ước vĩnh cửu, mà nhờ đó cửa trời luôn rộng mở để đón nhận những kẻ lỡ bước xa chân như chúng con trở về. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã tỏ cho chúng con biết tình yêu vô bến bờ của Chúa. Trong từng giây phút của cuộc sống, xin cho danh Chúa luôn được môi miệng chúng con tuyên xưng với tất cả niềm tin tưởng phó thác. Xin cho chúng con cũng biết nhận ra nhau là con cái của Cha trên trời và cư xử với nhau như anh em trong một gia đình. Lạy Chúa Giêsu trên thập giá, Chúa đã chỉ cho chúng con thấy được hướng đi đích thực của đời người, đó là sống và chết cho Chúa Cha và tha nhân. Chiêm ngắm Chúa trong bí tích thánh thể, giới trẻ giáo phận Vinh chúng con xin hứa sống xứng đáng hơn với phẩm vị nghĩa tử của Cha trên trời và bằng hữu của Chúa để đáp đền tình yêu của Ngài, và sẽ phấn đấu đi theo từng bước chân phục vụ quên mình của Chúa, ngõ hầu chúng con được xứng đáng tham dự vào sự sống phục sinh của Chúa ngay đời này và đời sau. Amen. Giới trẻ giáo phận Vinh. Vâng, xin cảm ơn các bạn trẻ. Trọng kính quý đức cha, kính thưa quý cha và các bạn trẻ, con xin thông báo một tin vui, đó là giáo phận Lạng Sơn sẽ nhận thánh giá và cầu luân lưu cho kỳ đại hội giới trẻ lần thứ 10. Xin chúc mừng giáo phận Lạng Sơn. Lạng Sơn, Lạng Sơn, Lạng Sơn. Vâng, và đây con trân trọng kính mời đức cha Quốc Ma, giáo phận chủ nhà, sẽ chào thánh giá cho đức cha Du Xe, giáo phận Lạng Sơn. Xin mời hai đức cha và 10 bạn trẻ của giáo phận Lạng Sơn lên nhận thánh giá và cờ. Chúng ta đổ một tràng pháo tay thật lớn và toàn giá để quý đức cha chào thánh giá cho nhau. Xin chúc mừng giáo phận Lạng Sơn. Xin mời băng reo và bài ca chủ đề. Alo. Xin các bạn giơ tay lên. Vỗ vào nhau một cái. 1, 2, 1.
mà chúng ta với Giê-xu loan tin vui. Xin mời ba các chị về. Vâng, chúng con xin kính mời quý đức cha, quý cha cùng múa với các bạn trẻ. Xin kính mời quý các đấng bậc, quý các tu sĩ nam nữ và toàn thể các bạn hãy đến với Lạng Sơn để cảm nhận một tình yêu và một niềm vui trong tinh thần hiệp nhất yêu thương. Để bày tỏ tất cả lời mời và tâm tình đó, giờ đây chúng con xin kính mời quý các đấng bậc và các bạn trẻ hãy xem một điệu vũ dân tộc Tày để như là một lời mở, một lời mời cho đại hội giới trẻ lần thứ 10 tại Lạng Sơn. Xin kính mời. Khi các bạn trẻ ngồi xuống thì chúng ta mới theo chờ tí nha, chờ tí. Và cả những người ở dưới xem được thì các bạn chúng ta hãy ngồi xuống. Thank you.
thì đi vào hồi kết.